Rất vui mừng được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Hoa Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ và nhất trí đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong thời gian sắp tới. Tỉnh Hà Tĩnh công bố chi tiết 154 loại hải sản chưa an toàn, đồng thời đưa ra các giải pháp thiết thực kịp thời để quản lý thị trường hải sản. Tiểu mục Văn hóa Việt tuần này mời quý vị cùng nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới của mỹ thuật Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Ngày 23 tháng 9 tại New York, Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự hội nghị không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Hoa Kỳ. Tại hội nghị, các Bộ trưởng đều nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ và việc duy trì đà phát triển của mối quan hệ này trong thời gian qua, đồng thời nhất trí sẽ nỗ lực triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong thời gian sắp tới. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry khẳng định, Hoa Kỳ tiếp tục cam kết lâu dài với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và coi trọng quan hệ với ASEAN, ủng hộ ASEAN xây dựng cộng đồng và giữ vai trò trung tâm ở khu vực. Trước đó, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã tham dự cuộc họp giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 31 và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng đề nghị ASEAN và Liên Hợp Quốc tiếp tục đóng góp vào nỗ lực chung là duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, thúc đẩy việc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là các nguyên tắc tự kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Toàn xã hội cần quyết liệt đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản trị trong hoạt động, kịp thời nắm bắt được những thời cơ do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại diễn đàn cấp cao thường niên về công nghệ thông tin và truyền thông diễn ra sáng 24 tháng 9 tại Hà Nội. Để Việt Nam không bị mất thời cơ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trước hết phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để chính phủ tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, tạo thuận lợi cho người dân trong giao dịch với cơ quan nhà nước và tiếp cận dịch vụ công. Bên cạnh đó, Việt Nam phải trở thành trung tâm công nghiệp phần mềm, ứng dụng di động và trung tâm dịch vụ an toàn, bảo mật thông tin của thế giới, đi cùng với thúc đẩy khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo. Tối ngày 24 tháng 9 tại thành phố Đà Nẵng, Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 do Việt Nam đăng cai tổ chức chính thức khai mạc. Thủ tướng cùng nhiều lãnh đạo các bộ ngành địa phương đã tham dự lễ khai mạc sự kiện này, cùng với gần 7.000 quan chức, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, cùng 600 nhà báo đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trước thềm khai mạc đại hội, vào chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp tiến sĩ Thomas Beck, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế và Chủ tịch Hội đồng Olympic Châu Á Hoàng Thân Sheikh Al-Fahad Al-Sabah. Tại buổi tiếp, Thủ tướng đã nhấn mạnh, chính phủ sẽ hỗ trợ Đà Nẵng tổ chức thành công sự kiện này, cũng như để những người tham gia đại hội có thể trải nghiệm về lòng mến khách cũng như các di sản của Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Beck và Chủ tịch Hội đồng Olympic Châu Á Hoàng Thân Al-Sabat chúc mừng chính phủ và nhân dân Việt Nam vì đã có vận động viên đầu tiên đoạt huy chương vàng tại Thế vận hội vừa qua ở Brazil. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng Quỹ đoàn kết Olympic quốc tế để hỗ trợ Việt Nam đào tạo huấn luyện viên và vận động viên, cũng như chia sẻ kinh nghiệm về phát triển thể thao với Việt Nam. Cũng trong ngày 24 tháng 9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp ông Quách Thanh Côn, Ủy viên Quốc vụ Viện, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, đang có chuyến thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác Phòng chống tội phạm lần thứ 5 giữa Bộ Công an hai nước. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định việc tăng cường giao lưu hợp tác về an ninh và giữa các lực lượng chấp pháp là phù hợp với nhu cầu và lợi ích chung, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao APEC và Trung Quốc tổ chức Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 19 vào năm tới. Bộ trưởng Quách Thanh Côn khẳng định, cơ chế hợp tác phòng chống tội phạm giữa hai bộ công an đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội mỗi nước, đồng thời cho biết, hội nghị phòng chống tội phạm lần này, hai bên sẽ thảo luận về vấn đề đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, phòng chống tội phạm xuyên biên giới, chống khủng bố, an ninh mạng, ký kết các văn bản hợp tác giữa công an các tỉnh thành của Việt Nam và Trung Quốc và kế hoạch triển khai cao điểm truy nã tội phạm năm 2017. Chuyển sang những thông tin kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng
đã tăng 2,07% trong 9 tháng đầu năm nay. Đây là số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố trong ngày 24 tháng 9. Trong tháng 9 này, chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng 0,54% so với tháng trước và tăng 3,34% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa dịch vụ chính thì có 10 nhóm tăng, trong đó đứng đầu là giáo dục và giao thông. Duy nhất nhóm bưu chính viễn thông đã giảm. Cũng theo Tổng cục Thống kê, bên cạnh việc điều chỉnh giá nguyên liệu, đẩy mạnh xuất khẩu gạo, thì việc tăng giá dịch vụ giáo dục ở 53 tỉnh cũng đã tác động chung đến chỉ số giá tiêu dùng. Từ nay đến cuối năm, vẫn có nhiều yếu tố gây áp lực lên chỉ số CPI như là giá dịch vụ y tế, giá xăng dầu, chi tiêu cuối năm. Do đó, chính phủ và các bộ ngành cũng cần phải cân nhắc đến thời gian điều chỉnh giá ở một số mặt hàng thiết yếu, tránh gây tác động lan tỏa về mặt tâm lý lên CPI. Bộ Y tế đã đưa ra kết luận về những loại hải sản chưa an toàn, kèm theo khuyến cáo người dân không dùng làm thực phẩm. Theo đó, có tới 154 loại hải sản sống ở tầng đáy, trong vòng 13,5 hải lý của 4 tỉnh miền Trung vẫn còn nhiễm phenol và chưa đảm bảo an toàn để sử dụng làm thực phẩm. Các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh cũng đã công bố chi tiết các loại hải sản này, khuyến cáo tới người dân, đồng thời đưa ra các giải pháp thiết thực kịp thời để có thể quản lý tốt thị trường hải sản. Chợ Hà Tĩnh, 3 ngày sau khi có kết luận của Bộ Y tế về 154 loài hải sản chưa an toàn để dùng làm thực phẩm. Tình hình tiêu thụ hải sản tại đây đã có chuyển biến. Người dân đã phần nào yên tâm hơn. Trước đây thì gia đình cũng không biết là có nên ăn hay không. Nhưng mà bây giờ thì đã công bố những cái loài hải sản không an toàn thì gia đình đã ăn cả trở lại. Đây là danh sách 154 loài hải sản chưa an toàn do Bộ Y tế công bố ngày 20 tháng 9 vừa qua. Hiện tại, các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành công bố, niêm yết công khai danh mục các loài hải sản chưa an toàn trên các phương tiện thông tin đại chúng, để người dân biết cách phân loại và lựa chọn thực phẩm an toàn cho gia đình và người thân. Sau khi có công bố của Bộ Y tế ngày 20 tháng 9, thì ngành y tế cũng đã có cái trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe của ngành để tích cực đưa các cái tin bài về trên các trang mạng của tỉnh cũng truyền hình tỉnh để phổ biến tin tận người dân. Đồng thời một số các địa phương cũng đã in cả cái tránh tờ rơi các cái loại cá này để phát tin tận người dân, và đặc biệt là các cái kho đông lạnh tích trữ cá và các cái cảng cá để người dân tìm hiểu thêm, nắm bắt tình hình và để tiêu thụ sản phẩm. Theo ý kiến của nhiều người dân Hà Tĩnh, để kiểm soát tốt hải sản chưa an toàn cần phải được tiến hành giám sát từ khâu đánh bắt. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo ngành nông nghiệp cùng phối hợp cùng với ngành y tế để phân loại các cái đối tượng này, và chúng tôi có các cơ quan chuyên môn là chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản rồi chi cục thủy sản, anh em chúng tôi đã phối hợp rất là chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của ngành y tế để kịp thời xuống các cái vùng đánh bắt, các cái điểm phân loại ở dưới cơ sở để kịp thời cùng với ngành y tế hướng dẫn cho bà con nhân dân. Việc tỉnh Hà Tĩnh chủ động công bố 154 loài hải sản tầng đáy chưa an toàn là một động thái tích cực giúp cho người dân yên tâm lựa chọn thực phẩm an toàn. Tuy nhiên, khả năng một số loài hải sản chưa an toàn vẫn có nguy cơ lọt vào các chợ để tiêu thụ. Việc này đòi hỏi cơ quan chức năng cần có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Bên cạnh những loại hải sản sống ở tầng đáy ở vùng biển 4 tỉnh miền Trung vẫn còn nhiễm phenol và khuyến cáo người dân không sử dụng, thì Bộ Y tế cũng đồng thời đưa ra kết luận về một số loại hải sản đạt tiêu chuẩn an toàn để sử dụng làm thực phẩm ở khu vực này. Đó là các loại hải sản ở tầng nổi hoặc là tại đầm nuôi. Đây là kết quả nghiên cứu hơn 1.000 mẫu hải sản ở tất cả các cảng cá, gò cá, đầm nuôi tại 4 tỉnh miền Trung. Các mẫu được kiểm nghiệm chỉ tiêu cyanua, phenol, thủy ngân, cadimi, chì, chrome, arsen và sắt. Mẫu được gửi đi kiểm chứng tại các phòng thí nghiệm của Trường Đại học Osaka, Nhật Bản và Trung tâm các giải pháp của Singapore. Kết quả kiểm tra tại nước ngoài đồng nhất với kết quả kiểm nghiệm tại hai viện của Việt Nam. Các loại hải sản an toàn để ăn bao gồm cá ngừ, cá thu, cá nục các loại, cá chỉ vàng, cá bạc má, cá hố, cá bò, cá cam, cá trích, cá đối, cá cơm và hải sản khác sống ở tầng nổi, đầm nuôi. Đến nay, Viện Nghiên cứu Hải sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã lập danh sách các loại hải sản sống ở tầng nổi, khu vực 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Sàn đấu giá tác phẩm nghệ thuật từ lâu đã trở thành một hoạt động văn hóa kinh tế độc đáo ở các quốc gia phát triển. Tuy vậy, hình thức này vẫn còn khá mới tại Việt Nam. Với mục tiêu đưa các sản phẩm sáng tạo của nghệ sĩ về đúng với giá trị thật của nó, ngày 24 tháng 9 tại Hà Nội, Trung tâm trưng bày đấu giá tác phẩm nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam đã được khai trương.
Sự ra đời của trung tâm hướng đến việc tạo dựng một thị trường chuyên nghiệp đối với các tác phẩm nghệ thuật, đưa ra một hướng tiêu dùng mới, một cách bán hàng mới cho cả người bán lẫn người mua. Cặp chóe sứ Thanh Triều thế kỷ thứ 19 là sản phẩm đầu tiên trong 6 tác phẩm nghệ thuật được tiến hành đấu giá tại buổi khai trương trung tâm trưng bày đấu giá tác phẩm nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam. Tác phẩm có giá khởi điểm là 45 triệu đồng. Kết thúc phiên đấu giá, cặp chóe sứ được bán với giá 75 triệu đồng. Việc thực hiện đấu giá được kỳ vọng sẽ mở ra kênh mua bán tác phẩm nghệ thuật một cách công khai, minh bạch. Đây là một cái hình thức tôi cho rằng là khá văn minh. Khi bản thân tôi khi tham gia đấu giá và mua một cái sản phẩm thì tôi cảm thấy cái niềm tin của mình nó cũng khá là vững chắc, bởi vì bản thân cái xuất xứ, nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng nó cũng đã phải được thẩm định và đạt một cái chuẩn nhất định. Chúng tôi muốn nhen lên cái ngọn lửa để cái hoạt động bán đấu giá tiến tới cái việc là chuyên nghiệp, phù hợp với cả xu thế hội nhập của Việt Nam với thế giới trong hoạt động bán đấu giá tài sản. Trước đây, giới họa sĩ thường chỉ bán tác phẩm ở phòng tranh hoặc ký gửi. Nếu có tham gia đấu giá cũng chỉ với mục đích từ thiện, nên người mua tác phẩm dựa trên khả năng đóng góp cho cộng đồng mà trả giá, chưa dựa trên giá trị thực của tác phẩm. Với kênh đấu giá này, tác phẩm nghệ thuật tại Việt Nam sẽ được bán với giá thực của nó. Cái hình thức bán đấu giá công khai này nó rất hay, là vì một là nhiều người biết đến tranh của họa sĩ, kể cả người nước ngoài. Hai là nó cũng giúp cho họa sĩ thêm phấn khởi để mà vẽ tiếp. Trung tâm trưng bày có diện tích gần 1.000 m2 được chia làm 2 tầng, chủ yếu dành cho việc trưng bày sản phẩm và hội trường tổ chức phiên đấu giá các tác phẩm nghệ thuật. Trung tâm sẽ trưng bày các tác phẩm nghệ thuật sắp được mang ra đấu giá, là nơi người dân có nhu cầu ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá hoặc tham quan triển lãm tài sản đấu giá, gặp gỡ, trao đổi về nghệ thuật. Đây chắc chắn sẽ là những cái nơi mà các cái sản phẩm nghệ thuật có chỗ để trưng bày, tức là sẽ nhiều người có cái kiến thức, có cái ý thức và cái đam mê về văn hóa nghệ thuật được có dịp để tiếp cận và để mua và sử dụng. Vẫn còn khá sớm để khẳng định sẽ có một thị trường đấu giá nghệ thuật chuyên nghiệp ở Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có quyền kỳ vọng vào sự khởi sắc của thị trường nghệ thuật trong nước, bởi đã bước đầu có sự vào cuộc của nhiều đơn vị doanh nghiệp với mong muốn tôn vinh giá trị thật của tác phẩm. Thưa quý vị, mới đây, triển lãm 30 năm Mỹ thuật Việt Nam thời kỳ đổi mới đã khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đây là lần đầu tiên có một triển lãm về một chặng đường được coi là cây cầu nối của hội họa Việt Nam trải dài từ năm 1986 đến năm 2016, với sự góp mặt của 50 họa sĩ đại diện cho những người có tư duy sáng tạo mới, có dấu ấn và bản sắc cá nhân. Trong suốt chặng đường 30 năm đổi mới, cùng với sự phát triển của đất nước, Mỹ thuật đương đại Việt Nam cũng đã có nhiều bước phát triển, thay đổi, vươn ra hòa nhập với thế giới, cũng như tiếp nhận những xu hướng mới của mỹ thuật quốc tế. Triển lãm một lần nữa nhấn mạnh vai trò của đổi mới trong sáng tác. Và trong tiểu mục Văn hóa Việt tuần này, chúng tôi muốn cùng với quý vị nhìn lại những đổi thay của mỹ thuật Việt Nam sau đổi mới. Họa sĩ Thành Trương mang đến triển lãm bằng một bức tranh sơn mài theo trường phái trừu tượng. Và nếu là 30 năm trước, bức tranh của ông sẽ khó được chấp nhận, bởi nó đã phá vỡ những chuẩn mực đặt ra cho các họa sĩ những năm 80. Cái tinh thần chính của nó, cái thời bao cấp là cái gì? Ở cái thời đó thì theo một cái tư tưởng đề cao cái chủ nghĩa tập thể, thế và không chấp nhận cái cá nhân. Tất cả là sáng tác là giống nhau, từ cách suy nghĩ về đề tài, rồi cách bố cục, rồi cách pha màu, rồi cách tạo hình, rồi cách biểu hiện, bút pháp, tất cả các thứ đều phải giống nhau theo một cái khuôn mẫu. Nó không thật là cụ thể, nhưng nó phải là như thế này, nó mới là chuẩn mực. Là vẽ là phải để quần chúng hóa, ai cũng hiểu, nó rõ ràng, chân tay mắt mũi, tỷ lệ quần áo, đề tài là cái gì phải rõ ràng, và bút pháp là phải rất là đơn giản để mọi người dễ hiểu. Còn đây là bức vẽ Hà Nội năm 1972, một bức tranh tả thực ký ức về cảnh người dân thủ đô đi sơ tán của chính tác giả, và là một đề tài, một điển hình cho hội họa những năm 80 của thời kỳ chưa đổi mới. Không phải ai cũng đã từng sống và cũng từng biết mỹ thuật Việt Nam đã trải qua một cái giai đoạn mà
không thể tưởng tượng được. Nếu như cái cuộc triển lãm lần này có một cái góc nhỏ thôi, nhưng mà có thể giới thiệu những cái bức tranh mang cái tinh thần của cái thời kỳ đó, thì mới thấy được cái sự mở cửa và thấy được những cái mới mẻ trong những cái sáng tác đã từng trải qua một cái giai đoạn rất dài như thế. Và tôi hiểu được cái kinh khủng của cái thời bao cấp, nó trì trệ và nó làm hạn chế cách sáng tạo của các họa sĩ như thế nào. Và chính vì thế thì tôi càng hiểu được cái giá trị của cái sự đổi mới, của cái sự mở cửa đem lại cho đời sống và cái sự sáng tạo đối với anh em họa sĩ như thế nào. Tôi cho rằng là đó là một cái giá trị vô cùng lớn. Và thời kỳ đổi mới đã cởi trói cho các họa sĩ về tư tưởng, sự tự do sáng tạo. Người xem có thể thấy các khuynh hướng từ cực thực, hiện thực, trừu tượng cho đến siêu thực, và đặc biệt là cái tôi của người nghệ sĩ được thể hiện rõ nét. Tôi đã có cái khát khao đổi mới để có một cái ngôn ngữ nào đó biểu hiện tốt nhất cái tình cảm của mình trước mọi cái sự thay đổi của xã hội. Ví dụ trước kia thì trực họa là chính, tức là họ nhìn nào họ vẽ thế. Nhưng chúng tôi tìm đến một cái ngôn ngữ khác, cảm thấy và thể hiện cái cảm thấy đấy. Và chính trong tác phẩm của chúng tôi đã làm cái việc đấy. Đấy là chính là cái lý tưởng nghệ thuật của tôi. Không chỉ tạo ra dấu ấn cá nhân trong các tác phẩm hiện đại, đổi mới còn tạo ra nguồn tiếp cận thông tin đa dạng hơn. Họa sĩ được tự do mở triển lãm ở nước ngoài, đưa hội họa của Việt Nam tiếp cận gần hơn với thế giới. Khi mở cửa, chúng ta được đi khắp các nơi, đến cái nơi văn minh nhất, tiên tiến nhất, phát triển nhất của nghệ thuật. Cũng như là anh em bạn bè đến đây, người ta cũng thấy trân trọng, yêu quý những cái sáng tạo của các họa sĩ Việt Nam. Và như thế nó tạo một cái sự tự tin. Và thêm nữa là một cái việc cũng chưa từng có, mà chỉ đổi mới mở cửa mới có được. Đấy là tạo ra cái thị trường tranh. Và cái thị trường tranh đã phát triển rất là tốt. Và thế giới biết đến cái mỹ thuật của Việt Nam rất là nhiều và đánh giá rất cao trong cái giai đoạn đó. 50 tác phẩm của 50 tác giả chắc chắn chưa đủ để nói về một hành trình của 30 năm đổi mới mỹ thuật Việt Nam. Và có lẽ đây cũng mới chỉ là bước đầu của những triển lãm dành cho sự sang trang về tư duy của mỹ thuật. Tuy nhiên, để có được những tác phẩm trưng bày tại triển lãm ngày hôm nay, các tác giả, những họa sĩ đã phải trải qua một thời kỳ vô cùng khó khăn. 30 năm là cả một hành trình với nhiều câu chuyện, và người kể câu chuyện đó ngày hôm nay là nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân. Ông là người của thời kỳ đổi mới đó. Với đam mê nghệ thuật và khả năng tự học hiếm có, Nguyễn Quân đã trở thành một trong những nhà nghiên cứu và sử học nghệ thuật hàng đầu của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Vừa là nhà lý luận, vừa là nghệ sĩ thực hành, ông có vai trò nổi bật trong việc thúc đẩy phong trào hội họa đổi mới của Việt Nam trong giai đoạn bản lề 1986-1990. Ngay từ thời bao cấp, ông đã từng xuất bản Raffaello, nghệ thuật tạo hình Việt Nam hiện đại, tiếng nói của hình và sắc, ghi chú về nghệ thuật và mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20. Xin chào họa sĩ Nguyễn Quân. Xin chào cô. Triển lãm với tên gọi đổi mới, vậy theo họa sĩ tại sao lại phải đổi mới và đổi mới cái gì ạ? Chúng ta có 3 lần thay đổi nghệ thuật. Cái lần thứ nhất là từ nghệ thuật truyền thống cho đến trường mỹ thuật Đông Dương. Vẽ các cô gái ôm hoa, tìm cái vẻ đẹp ở trong mơ. Thế sau đó chuyển sang cái giai đoạn kháng chiến cả miền Nam lẫn miền Bắc, từ 45 cho đến 86. Hình thức thì họ vẫn như thế, họ vẫn dùng cái bút pháp tả thực, nhưng mà nhân vật thì nó khác, chủ đề nó khác. Nó là công đông binh lãnh tụ, và họ đi tìm cái vẻ đẹp được mong muốn, được giả định trên mặt đất, rằng là người nông dân thì sung sướng như thế, anh bộ đội thì lạc quan như thế, chiến thắng sẽ đến gần như thế. Thế còn đến cái lần này thì nó đổi mới là nó thay cả bình cả rượu. Tức là cái hình thức nó khác hẳn và nội dung nó cũng khác hẳn. Không còn những cái chủ đề ấy nữa, không còn hình thức ấy nữa. Các họa sĩ đổi mới phải tìm những cái hình thức nghệ thuật khác, cái chủ đề của nghệ thuật khác, cái nội dung tư tưởng của nghệ thuật thiên về thẩm mỹ và nhân văn hơn là thiên về chính trị, thời sự, xã hội. Và cái thời của chúng tôi là cái thời nó đổi mới 2 lần chứ không phải 1 lần. Đổi từ thời chiến sang thời bình thì nó có nhiều cái khủng hoảng hậu chiến. Thế rồi nó lại chồng lên nó ngay đấy là đổi từ bao cấp sang thị trường. Nó dẫn đến những khủng hoảng về niềm tin, khủng hoảng về ý thức hệ, khủng hoảng về đời sống tôn giáo và khủng hoảng về đời sống kinh tế. Nó làm cho cái tâm hồn bên trong của con người Việt Nam nó thay đổi. Cái đổi mới nữa là cái con người nghệ sĩ. Nó không phải là cái anh lãng tử đô thị đi tìm vẻ đẹp mơ mộng trong cái khát vọng tự do cá nhân của cái thời Đông Dương,
Nó là một anh nghệ sĩ độc lập với thần quyền và thế quyền. Nó độc lập với các giáo điều được dạy trong các nhà trường. Cái thứ tư đó là kinh tế thị trường nó dẫn đến một cái đời sống nghệ thuật khác. Các họa sĩ đổi mới mỹ thuật Việt Nam được giới thiệu ở nước ngoài những năm 90-2000, họ đổ xô vào, họ mua tranh, họ sưu tập các bảo tàng, các giáo trình dạy học, các chương trình đào tạo. Tôi dự một cái hội nghị quốc tế có đến 50 tiến sĩ, giáo sư, tiến sĩ nghiên cứu mỹ thuật Việt Nam. Trước đây không ai biết mỹ thuật Việt Nam là cái gì. Bây giờ mới quay lại nghiên cứu thì phải nói là nó có công lao của mỹ thuật trong giai đoạn đổi mới là rất lớn. Vậy theo họa sĩ, mỹ thuật Việt Nam sẽ phải chuẩn bị cho mình hành trang như thế nào để có thể vừa hội nhập mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc ạ? Tôi cho rằng là không có một dân tộc nào mạnh mẽ như dân tộc ta. Thậm chí có nhiều dân tộc họ cũng chả mạnh như mình, họ không mất đi được. Không bao giờ mất đi được bản sắc dân tộc. Khi mà người ta đã làm hết lòng về nghệ thuật thì không bao giờ mất tính dân tộc, chỉ có tăng thêm cái tính dân tộc. Để tôi nói lại một điều này. Năm 94, ông Thái Bá Vân viết. Và năm 2006, mọi người viết. Và năm 2014, tôi dự cái hội nghị ở Đại học Sorbonne, mọi người đều viết. Là nghệ thuật từ đổi mới đến giờ dân tộc hơn giai đoạn trước. Thậm chí họ còn mang cái bản sắc dân tộc ấy ra nước ngoài. Không phải chuẩn bị, không phải hành trang gì cho cái cuộc này cả. Mà sống một cách tự tin, tự tại với thế giới. Thì đấy là một cách hội nhập. Như chúng tôi đã thông tin tới quý vị khán giả, lần đầu tiên tại Việt Nam đã diễn ra một cuộc đua siêu marathon trên núi với cự ly lên tới 100 km và phải băng qua địa hình đồi núi hiểm trở của dãy Hoàng Liên Sơn. Đã có gần 1.000 vận động viên từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia cuộc đua này. Với quãng đường 100 km thì các vận động viên đã mất khoảng 16 giờ đồng hồ để có thể về đích. Vậy quán quân cuộc đua này là ai? Đến giờ này chúng tôi đã có kết quả. Mời quý vị cùng tiếp tục khám phá những điều hấp dẫn của cuộc thi có 102 này. 10 giờ 45 phút đêm tại Sapa, Lào Cai. Hơn 90 trong số 1.600 vận động viên bắt đầu chuẩn bị cho hành trình xuyên đêm chinh phục cự ly được mệnh danh là siêu marathon, trải dài 100 km, gấp 2 lần rưỡi cự ly tiêu chuẩn của marathon thông thường. Tôi cảm thấy rất phấn khích và tràn đầy năng lượng. Vừa rất phấn chấn lại vừa lo lắng. Quá tuyệt vời. Thật mạo hiểm. Như vậy là trời vừa mới hửng sáng tại thung lũng Mường Hòa và các vận động viên của chúng ta đã chạy xuyên đêm cho tới giờ là 7 tiếng đồng hồ, vượt qua 18 km, còn 82 km nữa ở phía trước. Và có lẽ là phải đến đâu giờ chiều thì chúng ta mới có những người về đích đầu tiên. Vượt qua những con dốc cao và hiểm trở, băng qua địa hình gập ghềnh của thung lũng Hoàng Liên Sơn, leo lên các dụng bậc thang cao tới 1.779m để về tới đích. Các vận động viên có 16 tiếng đồng hồ để hoàn thành phần thi của mình. Với cự ly 100 km thì đây là cuộc đua siêu marathon dài nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, diễn ra trong đúng một ngày.
Tôi nghĩ điều làm nên sự khác biệt của giải marathon núi Việt Nam là sự đoàn kết giữa mọi người. Bạn có thể thấy điều này khi các vận động viên tới đích. Họ đều niềm nở chúc mừng, thể hiện sự ngưỡng mộ cho nhau. Và hơn nữa, đây là nơi đẹp nhất cho một sự kiện marathon núi. Và cuối cùng, cự ly 100 km đã có chủ nhân. Chạm đích đầu tiên, anh Petr Novotny đến từ Cộng hòa Séc đã hoàn thành chặng đua của mình sau 11 giờ. Đây là kỳ nghỉ trăng mật kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi. Tôi chưa đến Việt Nam bao giờ, nên chạy marathon là một cách trải nghiệm tuyệt vời đất nước của các bạn. Mỗi vận động viên tham dự sẽ đóng góp ít nhất là $20 gây quỹ cho tổ chức nhân đạo phẫu thuật nụ cười. Các vận động viên hoàn thành chặng đua 100 km và 70 km sẽ được 3 trên 12 điểm tiêu chuẩn để tham dự vào siêu marathon lâu đời nhất và lớn nhất thế giới sẽ diễn ra tại tỉnh Eifel vào cuối năm nay. Những hình ảnh từ cuộc đua siêu marathon đã kết thúc bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.